bộ phim Trừng Phạt Quả Thực Táo Bạo. Mở đầu là hai vợ chồng sống trong tòa nhà đang xây dở. Người chồng nhìn vợ nằm hấp hối trên giường, khóc lóc lấy điện thoại ra ghi hình. Tôi tố cáo bằng tên thật của mình, thành phố Sương Vũ, gia độc Triệu Khiếu Thanh, là băng nhóm tội phạm không điều ác nào không dám làm. 5 năm trước, La Minh và vợ đem hết số tiền tiết kiệm, mua một căn nhà chung cư, cứ tưởng đây là bước đầu tiên để bắt đầu những ngày hạnh phúc. Nào ngờ lại bị rơi vào cạm bẫy lừa tiền. Tất cả chuyện này đều là do nhà họ Triệu xây dựng bằng tường, không hề muốn xây xong tòa chung cư này. Vợ chồng La Minh phải gánh cái nhà dở dang, mỗi tháng lại thêm hàng vạn tệ tiền trả nợ. Người vợ đã cố gắng nói chuyện với chủ thầu, kết quả là bị đánh bầm dập, dẫn đến suy thận. Con trai cũng mất tích không rõ lý do, không biết còn sống hay chết. Chúng tôi không có bằng chứng. Chúng tôi đã bị đánh, bị uy hiếp, bị dọa nạt. Bầu trời Sương Vũ đen tối quá. Trong lúc La Minh đang tố cáo trước máy ảnh, một nhóm người xông vào nhà. Kẻ cầm đầu chính là Triệu Bằng Tường, con trai thứ ba của nhà thầu. Hắn cầm tập giấy tố cáo đập vào mặt La Minh. Lũ đàn em còn lại lập tức bao vây tần anh một trận. Người vợ đau ốm vẫn có lết ra can ngăn, nhưng vẫn vô ích mà thôi. Sau khi La Minh bị bạo hành qua đời, Triệu Bằng Tường lệnh cho người ném anh xuống dưới đất, sau đó đánh chết người vợ bệnh tật đang nằm trên giường. Những hành vi đó càng chứng thực lời tố cáo của La Minh. Tin tức nhanh chóng đưa tin vụ việc, trớ trêu thay, nội dung tin tức là hai vợ chồng không đủ khả năng chi trả căn hộ giá cao, người chồng bạo hành vợ đến chết rồi nhảy lầu tự vẫn. Chính ủy đang điều tra nhà họ Triệu, sau khi thấy tin tức này, lặng lẽ lấy giấy tố cáo của hai vợ chồng họ về làm hồ sơ. Nhà họ Triệu là vua đất ở vùng này, các vụ án tương tự nhiều vô số kể, nhưng vị thế của chúng vẫn vững như núi. Thậm chí đầu nào của nhà họ Triệu, Triệu Khiếu Thanh, còn được vinh danh là 10 cá nhân từ thiện hàng đầu tại địa phương. Sau khi vụ việc xảy ra ở tòa chung cư xây dở, Triệu Khiếu Thanh còn đặc biệt liên hệ người nhà La Minh, hứa hẹn là tổ chức từ thiện mang danh nghĩa nhà họ Triệu sẽ trợ giúp lâu dài cho hai người cao tuổi còn lại. Trong biệt thự của Triệu Khiếu Thanh, mấy đứa con trai của lão cũng đang xem thời sự. Lão Tam coi như là một trò tiêu khiển, còn nâng ly chúc mừng cho nhà từ thiện vĩ đại. Triệu Khiếu Thanh đề nghị cùng ăn mừng trung thu đoàn viên, mong Triệu gia vẫn luôn bình an thuận lợi như thế. Lúc này, lão nhị chìm trong lặng im bỗng lên tiếng, bình an không đến từ lời chúc. Không khí gia đình bỗng trùng hẳn xuống. Lão Tam bảo anh đừng làm mất mặt gia đình. Lão nhị vốn là công tố viên nên rất không hài lòng. Anh lại lần nữa đề nghị bố ra tự thú. Đương nhiên là Triệu Khiếu Thanh đâu chịu. Triệu Bằng Trình bực bội rời khỏi bàn ăn. Lão đại ngồi trên xe lăn chuyển xung đột sang cho lão Tam, cam giam rằng hắn luôn chạy theo sau dọn phân cho em trai nhiều năm. Lão Tam nghe vậy, hẳn nhiên thấy khó chịu. Ai mà chả quen cảnh sát hả? Vừa nói xong thì bị Triệu Khiếu Thanh quở mắng. Lão Tam đành phải bực bội bỏ đi. Trong khi đó, trước đồn Côn Can Triệu Gia Vi, Triệu Bằng Tường cầm một phong bao đỏ dày cộp, đưa cho anh cảnh sát trước cửa. Có máy quay kìa, đừng có to gan lớn mật thế. Nơi này là Triệu Gia Vi, là địa bàn của nhà Triệu Bằng Tường. Thường Trinh chỉ là một cảnh sát quèn, làm sao so bì được với vua đất Bằng Tường. Liền hỏi hắn ta đến có mục đích gì. Triệu Bằng Tường liền nghiêm nghị nói 12 giờ rồi, hắn mời Thường Trinh đi uống rượu sau khi tan làm. Trong hộp đêm tư nhân của Bằng Tường, hắn lại lấy ra cái phong bao đỏ dày cộp đó, mời gọi Thường Trinh theo mình. Hắn có cách giúp cho anh quay trở lại đội hình sự, được làm phó đội trưởng luôn. Đến ngày thứ hai, Thường Trinh trở lại đội điều tra hình sự nhờ quan hệ của Bằng Tường. Nhưng ngay ngày đầu phục chức, khi Bằng Tường mang cờ thưởng đến, anh liền còng tay hắn lại. Thì ra là Thường Trinh nhận được tin báo án, đã xảy ra một vụ nổ súng trên bến tàu, người chết là Hạ Tông Hải, ông chủ một tập đoàn có tiếng trong vùng. Sau khi Thường Trinh mở cuộc điều tra, phát hiện vụ án này có bóng dáng của Triệu Bằng Trường. Chuyện là Triệu Bằng Tường đã nhắm đến thị trường hải sản của Hạ Tông Hải, muốn thỏa thuận giao dịch với đối phương. Nào ngờ, đối phương cho rằng Triệu Bằng Tường có tâm địa xấu, sau khi giành được thị trường hải sản, chắc chắn sẽ ép giá các ngư dân, cho nên không chịu hợp tác với hắn. Là con rắn độc ở thành phố Sương Vũ, Triệu Bằng Tường không tha cho những ai làm mất mặt mình. Sau khi Hạ Tông Hải đi không lâu, Triệu Bằng Tường liền đưa người bám theo, nổ súng bắn chết Hạ Tông Hải. Em trai của Hải vội vã chạy trốn thì cũng trúng một phát đạn của Bằng Tường, ngã xuống biển chưa rõ tung tích. Ngư dân trên thuyền thấy vậy liền vội vàng trốn đi. Lúc này, Triệu Bằng Tường vẫn thấy chưa đủ đã, bèn bắn thêm vài phát nữa vào Hạ Tông Hải. Xong việc, Triệu Bằng Trường phái tay sai đi nghe ngóng tin tức trước, sau đó đích thân tiếp cận Thường Trinh, thăm dò xem cảnh sát đã điều tra đến mình hay chưa, bởi vì tối nay đáng lẽ hắn mời Hạ Tông Hải đi ăn cơm. Hai người nói chuyện qua lại với nhau rất nhiều, mỗi người một câu. Thường Trinh cứ giả vờ như mình không biết, còn nói Sương Vũ là địa bàn của nhà Triệu Bằng Tường, cảnh sát nào dám vu oan cho nhà hắn, thì người đó điên rồi. Đặc biệt là với Lão Tam, Triệu Bằng Tường nghe vậy an tâm hẳn. Hắn còn khen ngợi Thường Trinh. Lúc này, Triệu Bằng Tường nhận được cuộc gọi, hắn tức tốc đập vỡ điện thoại. Thường Trinh liền hỏi thăm quan tâm, và biết rằng cảnh sát xông vào phòng làm việc của hắn, lấy đi thuốc nổ mà hắn dùng để nổ núi. Thường Trinh nói rằng đó là kiểm tra định kỳ, không cần lo lắng quá. Triệu Bằng Tường không nghĩ nhiều, yên tâm đợi cho mọi chuyện qua đi. Nào có ngờ, cái chờ hắn là cặp vòng tay số 8.
Sau đó, nhân chứng vụ án là cô ngư dân trên thuyền và tài xế xe tải cũng đã đến đồn cảnh sát, đều nhận dạng Triệu Bằng Tường. Sau đó, Thường Trinh cũng tìm thấy hung khí dưới du thuyền của Bằng Tường. Cứ tưởng là Triệu Bằng Tường sẽ được bóc lịch. Kết quả vào ngày phiên tòa xét xử, Triệu Bằng Tường được phán vô tội. Người đàn ông này quá vênh váo, chỉ vì đối phương không nể mặt hắn mà hắn bắn chết người ta ngay trước mắt người qua đường. Thấy người ta chạy đi báo cảnh sát, Triệu Bằng Tường không hề hoảng sợ. Bởi vì bố hắn có siêu năng lực, Thường Trinh chuẩn bị đưa nhân chứng vật chứng cho viện kiểm sát để định tội cho Triệu Bằng Tường. Nhưng đến ngày mở phiên tòa xét xử, nhân chứng đều lật mặt, vân tay trên súng cũng bị lau sạch, người đã nổ súng biến thành tay sai của Bằng Tường. Có kẻ thế mạng, thẩm phán liền tuyên bố hắn trắng án, được thả. Đây là thủ đoạn thường thấy của nhà họ Triệu. Họ đã cư ngụ ở thành phố Sương Vũ trong nhiều năm, luôn có người sẵn sàng làm vật thế thân cho họ. Sau khi Thường Trinh biết tin, tức giận đùng đùng đi tới văn phòng kiểm sát viên. Bố anh là hoàng đế Sương Vũ à? Con trai giết người, chứng cứ rõ rành rành, được phán vô tội thả tự do, đều nhờ có ông anh làm kiểm sát viên như anh đấy. Triệu Bằng Trình nổi giận, anh ta khiển trách Thường Trinh. Hai người, một là kiểm sát viên, một là công an nhân dân. Để xác định một người có tội hay không phụ thuộc vào chứng cứ. Thường Trinh nghe mà tức lộn ruột. Anh tìm thấy chứng cứ và đưa ra, kết quả vẫn để người thoát. Triệu gia các người thật lợi hại. Tôi nói các người biết, Thường Trinh tôi sẽ đấu đến cùng. Học trò của Triệu Bằng Trình thấy khó chịu, hôm nay anh đến cũng đến rồi, không thể về tay không được. Anh ta bảo Thường Trinh mang thuốc nổ thu được ở chỗ Bằng Tường về, biết đâu sau này có thể dùng làm vật chứng. Thường Trinh quay gót đi lấy vật chứng. Thế là Bằng Trình đuổi theo anh. Anh ta đã điều tra bố và anh em của mình rất lâu, có rất nhiều bằng chứng trong tay. Thấy Thường Trinh rất muốn hạ bệ nhà họ Triệu mình, Bằng Trình thấy mình không nhìn lầm người. Chuyện nhà chúng tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho cậu. Anh trả lời gì cho tôi chứ? Đợi tôi gọi điện. Và sau đó, Triệu Bằng Trình lại đến gặp bố khuyên lão ta đi tự thú, và nói tối nay là thời hạn cuối cùng, trong tay anh đang nắm rất nhiều bằng chứng. Triệu Khiếu Thanh rất coi trọng cậu con trai này, nhưng Bằng Trình bị ép buộc phải xa mẹ từ nhỏ, khiến người mẹ duy nhất quan tâm đến anh chết vì trầm cảm. Kể từ đó, anh luôn có khoảng cách với bố. Triệu Khiếu Thanh muốn con kế thừa sản nghiệp, vì vậy, tối nay cả nhà cùng tụ tập trên du thuyền của lão Tam, rồi mới bàn chuyện này. Đến tối hôm đó, Thường Trinh vừa lấy thuốc nổ đi về, thì phát hiện phòng vật chứng đã khóa cửa, bất đắc dĩ quá, Thường Trinh đành phải cất vật chứng vào trong tủ đồ của mình. Đúng vào lúc này, anh nhận được cuộc gọi của Bằng Trình, chỉ nói một câu là du thuyền của Triệu Bằng Tường, liền tắt máy ngay lập tức. Thường Trinh vừa mới bỏ đi, thì sau đó có người mở tủ đồ của anh, âm thầm lấy đi thuốc nổ.